Rồi. À, cái con bé ký thì trọng lượng bản thân nó là 24 kg 1 nha cô chú anh chị. Đây, 24 kg 1 ạ. Đấy, còn thấy trước khi tiếp thì còn thấy cũng cầm cho cô chú anh chị xem nhé. Cái con bé ký này thì con thấy sẽ cân trước này. 24 kg 1 cân thì đúng không chứ con thấy cũng chưa cân. Mới làm về clip đó thì kẻ vô ly nữa là nó là đang 25 kg nha cô chú anh chị. Vô ly này thì nó đâu đó có tầm 9 lạng à. Cô chú anh chị ạ. 25 kg là kẻ vô ly. Còn con này là 20 kg lẻ 2 này cô chú anh chị ạ. Con bé HP này. À, 20 kg lẻ 2 thì nó là 20 kg lẻ 6 nha cô chú anh chị. Chắc là kẻ dây điện rồi luôn này. Đó, chứ cân nó là chính xác nha cô chú anh chị. Giờ cân nó là chắc chắn chính xác rồi. Bởi vì bên nhà máy đã cân trước khi xuất xưởng cô chú anh chị ha. Đây là kẻ cô chú anh chị đến với kênh motor điện tổng phát Quang Thái nha cô chú anh chị. Thì hôm nay Quang Thái sẽ review đánh giá hai con motor dây điện rộng của chú anh chị. À, một khách là anh Toàn ở Long An mua cái con 2,2 kg nha cô chú anh chị. Và anh Hùng ở Khánh Hòa này của chú anh chị mua con 3 kg của chú anh chị ha. À, thì con thái sẽ bán vé luôn, tí nữa con thái sẽ bán vé luôn nha của chú anh chị. Con 2,2 kg này của chú anh chị ạ. Con này 2,2 kg là bé HP này của chú anh chị ha. 2,2 kg bé HP này. À, thì ampe tối đa nó 12 ampe hả của chú anh chị ha. Trọng lượng của bản thân nó nặng 20,2 kg này của chú anh chị. À, thì con này là cái dòng giải điện rộng nha của chú anh chị. À, mình ở nuôi trồng thủy sản. Chuyên nuôi trồng thủy sản của chú anh chị thì khách hàng anh Toàn đã ủng hộ nè, con Long An ở Long An này của chú anh chị thì anh làm anh tạo oxy cho tôm của chú anh chị ạ. Thì cái này thì anh Hùng ở Khánh Hòa với con 3 kg này. À, thì anh cũng mua về để anh lắp cho quạt tạo oxy cho tôm của chú anh chị ạ. Thì cái con này con 3 kg 4 HP thì giá 2,750 triệu nha cô chú anh chị. Đó, và cái ly thì 50 ngàn của chú anh chị ha. Cái con này 2,8 triệu này. Rồi con 3 HP 2,2 kg này thì giá là 2,5 triệu nha cô chú anh chị. Đó, thì bên Quang Thái chốt cho khách thì có tặng cho 1,5 m dây điện dây 4 chấm này để cho cô chú anh chị xem ha. Dùng ha. Cái con 3 kg thì trọng lượng bản thân nó là 24 kg 1 nha cô chú anh chị. Đây 24 kg 1 ạ. Con thấy trước khi tiếp thì con thấy cũng cân cho cô chú chị xem nhé. Cái con bé ký này thì con thấy sẽ cân trước này. 24 kg 1 cân thì đúng không chứ con thấy cũng chưa cân. Mới làm về clip đó thì kẻ vô ly nữa là nó là đang 25 kg nha cô chú anh chị. Vô ly này thì nó đâu đó có tầm 9 lạng à. Chú anh chị ạ. 25 kg là kẻ vô ly. Còn con này là 20 kg lẻ 2 này cô chú anh chị ạ. Con bé HP này. À, 20 kg lẻ 2 thì nó là 20 kg lẻ 6 nha cô chú anh chị. Chắc là kẻ dây điện rồi luôn này. Đó, chứ cân nó là chính xác nha cô chú anh chị. Giờ cân nó là chắc chắn chính xác rồi. Bởi vì bên nhà máy đã cân trước khi xuất xưởng của chú anh chị ha. Rồi, quan thái sẽ test cái con bé tí trước này, 4 HP trước này. Test này của chú anh chị ạ. Thì motor đang chạy theo chiều phải của động cơ nha chú anh chị. Thì đang ampe đang cho chạy thử này, nó còn tầm 6,3 ampe ha, 6,4 ampe của chú anh chị ha. Thì motor là chuyên giải điện rộng luôn chứ chị, chuyên dùng cho điện yếu thôi chú chị. Khu vực điện 170 thì nó chính là con motor này ha. Chạy khé lên em, cái đây là độ rền xuống đây nghe của chú chị, con thấy ẩm lên này. Đó, của chú chị thấy nghe nó em không? Kệ xuống đây thì giấy nó kêu của chú chị ha. Con thấy bỏ đây đây đi. Đó, cho nó vuông thì của chú chị ha. Còn đó là giá 2,7 triệu của chú chị ha, vui 50 ngàn tính tiền ha. Của chú chị ha. Còn đó là con 3 kg 4 HP. Chú anh chị. Và nó đang cũng đang là duy trì ampe đây của chú anh chị. Ampe nó 6,5 ampe dao động rồi, 6,5 6,6 ampe nha chú anh chị. Về ampe tối đa của nó này của chú anh chị ạ. Đang quay cho chú anh chị nha. Ampe tối đa nó là 15 ampe nha chú anh chị. Ampe rất là chuẩn ha. Con này thì sản xuất tháng 1 năm 24. Đó, motor lỗ đồng 100%, motor tổng phát 25 chất lượng cao. Made in Vietnam của chú anh chị ha. Đó, cái dòng này chuyên dùng cô chú anh chị cho điện yếu nghe cô chú anh chị. Thì nhà máy Đồng Phát cũng nắm bắt được điện của khách hàng nuôi tôm thì nó xe khu dân cư thì điện nó yếu nên nhà máy Đồng Phát đã đưa ra cái mẫu sản phẩm này để đáp ứng cho bà con mình dùng đỡ tạo oxy tôm này hay là dùng đỡ bơm nước xịt thuốc này, đó đáp ứng được cho cô chú anh chị dùng do hiệu quả trong công việc sản xuất của mình của chú anh chị ha, trong công việc là kinh doanh sản xuất của mình ha của chú anh chị ha. Thì giờ con gái xin phép tắt cái con bé ký ha của chú anh chị ha.
Đây, nó đang vẫn là 6 phim BMB tắt này. Đó, Quang Thái tắt này cho nó dừng ha cô chú anh chị ha. Bây giờ Quang Thái cho chạy cái con 2K2 nha cô chú anh chị, 22BHP nè cô chú anh chị ạ. Amp tối đa nó sẽ là 12 amp, amp vô tải á. Còn bây giờ test thì xem như thế nào của chú anh chị ha. Vì Quang Thái chốt cho khách hàng á, thì cho cô chú anh chị thì Quang Thái có tặng cho cô chú anh chị 1,5 m dây điện và một phích cắm xịn ha. Quang Thái test này. Đó, Quang Thái coi thử. Con này thì cái nó tầm 5,9 5,8 amp này, 5,9 amp này của chú anh chị ha. Nó hơi ché của chú anh chị. Đó, 5,8 5,9 amp ha. Amp tối đa nó sẽ là 12 amp, thì là rất là em nha của chú anh chị, giải nhiệt rất là tốt. Đó, và đặc biệt là mình thấy đánh giá cao là cái phốt này, cái kia thì đóng vô linh nó che mất mình không thấy được, còn cái này này. Đó, cái này là nó có cái phốt mặt trong của nó là ôm sát cốt và mặt ngoài của nó là ôm sát vỏ máy này, nó làm ở trong nó bảo vệ cho động cơ rất là tốt trong cái môi trường mình làm, ở môi trường bụi này, nước này, cát bè dế ha. Nó không cho cái chất bẩn vào trong động cơ làm hỏng hóc động cơ nha cô chú anh chị. Thì motor Tùng Phát là khá là thành lập khá là lâu năm rồi nha cô chú anh chị. Nó thành lập từ những năm 2002 cô chú anh chị. Thì tính Quang Thái tính này cũng 22 năm rồi. Đó, thì Tùng Phát khá là nhiều cái mẫu mẻ, cái chủng loại cho cô chú anh chị mình dùng. Vỏ nhôm này. Đây, còn đây là vỏ nhôm giải điện rộng này, chuyên dùng cho điện yếu này. Còn đây là vỏ gan TH này của chú anh chị ạ. Còn ở nó khúc phía sau kia là vỏ vỏ gan Z đó của chú anh chị. Đó, thì Quang Thái cũng đủ mẫu mẻ cho cô chú anh chị mình lựa chọn ha. Đó, thì một lần nữa cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip. Thì Quang Thái sẽ báo giá lại ha, báo giá lại con giải điện rộng này 2K2 BHP thì giá là 2,5 triệu nha cô chú anh chị. Và cái con 3 kg này, 3 kg 4 HP thì giá nó là 2,750 triệu, còn vô ly này 50 ngàn tính riêng, thì Quang Thái không có tính vô hả. Quang Thái sẽ báo giá là nguyên đai, nguyên kiện, nguyên thùng này. Đó là nó chỉ có tặng Quang Thái, bên Quang Thái chỉ có tặng 1,5 m dây điện thôi, chưa có vô ly. Vô ly cô chú anh chị muốn dùng vô ly như thế nào thì Quang Thái sẽ bắt vô và tính giá vốn cho cô chú anh chị nhé. Thì Quang Thái cũng xin phép dùng clip ở đây. Xin chào thằng Ái, hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những clip lần nhất. Xin chào, hẹn gặp lại. Chào cô chú anh chị ạ. Xin chào cô chú anh chị ạ.